Ơi, xin chào các bạn nhé. Hiện tại thì chúc ở đây thì mình sẽ quay một chiếc tàu, chiếc ghe cầu sò, sửa lấy chiếc thành lấy đôi ha, đang lắp keo. Rồi mời bạn xem chi tiết như thế nào nha. Để coi máy hình dáng máy như thế nào. Đây, còn mũi nha, mũi này mũi nhọn đó các bạn. Chiếc này lúc trước là làm lấy chiếc ha, mình cũng đã quay nhiều clip rồi. Mấy clip khác á là có trẻ máy ra làm hai, trẻ một ít ra rồi tách em máy ra ha. Thì bữa nay đang chét bột lắp keo lại đó. Thấy nhỏ nhỏ gì cho tiền không nha, rồi trên 100 triệu đó, ít đâu, chưa tính vàng đầu nghề nữa nha các bạn. Chiếc này thì nó dài phải chứ. Cabin 2 tầng luôn nha. Đó. Nè, cái này á là lúc trước là phần này á tách nó ra ha. Rồi mấy anh thợ này nó đang chắc bột. Chắc bột đá đó, mấy rừng kẻ lại ha. Rồi chúng mình lắp keo lên hết. Chiếc này mình làm mấy ngày rồi anh? Mới có ngày nay hả? Ồ, tốc độ cũng mau quá ha. Là mấy đường kẻ nè các bạn. Chút chét bột đá lên nè. Lắp lại hết. Ồ, chân vịt nè. Vịt thao nha. Chiều nay xong không anh? Không. Xong hả? Ngày mai mới xong ha. Mai xong. Làm gì một ngày mình được nhiêu tiền công anh? Cơm nước ta lo, cà phê pháo ta lo 300. 300 ha, phê pháo cơm nước ta lo luôn hả? Vậy tính ra là một ngày cũng gần 400 ngàn rồi. Rồi có bao nhậu không anh? Lâu lâu bao một bữa. Bao bữa hả? À? Tưởng bữa nào không bao chắc thầu trốn luôn rồi. Rồi các bạn thấy thì ha, mấy cái đầu bù lon cũng chắc bột. Rồi lắp keo lên hết luôn đó. Cái ghe cầu sò á các bạn, lúc nào nó cũng có một cái phần lá giả làm sao ha. Nè, phần này nè. Nhưng mà ảnh cũng không có chơi cái cây chổi luôn. Đó. Hai này chắc bột thôi. Chắc bột chút nữa là lắp sơ sơ là từ đây tới chiều thì cũng được xong được mớ ha. Khó nhất là cái phần ở dưới đó các bạn. Cái phần ở dưới, bè á. Khó nhất chỗ đó, nằm ở dưới. Lên mình dựng xong rồi bán cái tường nha. Ủa anh, vậy là cái chiếc này mình lãnh bao nhiêu tiền vậy anh? Nó sẽ không lãnh có 10 triệu. Nhưng mà tiền công là lãnh 10 triệu ha. Còn này là chỗ quen biết mà mình tính ngày thôi. Chỗ quen biết chứ cháu là không có gì chút lâu không? Ngày 300 ha. Vậy là ngày mai xong hết không anh? Ngày mai xong. Rồi sơn cabin màu vàng luôn hả? Rồi sơn cabin luôn. Rồi thì nãy giờ mình quay sơ lược cho các bạn coi ha. Về chiếc này. Thì chiếc này là làm nghề cầu sò nha các bạn. Từ cái nghề đánh lưới cá gỏi. Bây giờ chủ ghe họ cho làm lái chiếc thành lái đôi luôn, chuyển qua nghề cầu sò luôn ha. Rồi vậy thì clip này đến đây kết thúc nha. Hẹn các bạn clip sau. Bye bye nha.